Mời quý vị cùng nghe danh sách các Hồng Y Công giáo người Việt Nam, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam kể từ khi có giám mục bản địa đầu tiên vào năm 1933. Và khi hàng giáo phẩm Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 1960. Cho tới nay đã có 6 giám mục được phong tước Hồng Y, trong số đó có 5 vị là Hồng Y Đảng Linh Mục và 1 vị là Hồng Y Đảng Phó Tế là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Người đầu tiên được vinh thăng Hồng Y của Giáo hội Công giáo Việt Nam là Đức cha Jose Maria Trịnh Như Khuê, người gần nhất được vinh thăng là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Trong số 6 Hồng Y thì đa số có 4 vị cai quản Tổng giáo phận Hà Nội, trong thế kỷ 20 có 3 vị được vinh thăng Hồng Y, và ở thế kỷ 21 tính đến năm 2019 là có 3 vị trong danh sách này. Tên các Hồng Y được sắp xếp theo năm được thăng tước vị này. Một, Jose Maria Trịnh Như Khuê, sinh năm 1898, đã qua đời năm 1978, là một Hồng Y thuộc Giáo hội Công giáo Roma, và là Hồng Y tiên khởi của Việt Nam, khẩu hiệu giám mục của Ngài là Hãy theo Thầy. Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê, sinh tại Hà Nam trong một gia đình có thân phụ dạy chữ Hán, từ nhỏ Ngài đã có chí hướng tu trì, sau khoảng thời gian dài tu học năm 1933, Ngài được phong chức Linh Mục. Sau khi trở thành Linh Mục, Ngài lần lượt giữ nhiều vai trò khác nhau, như Linh Mục Phó Sứ Khoan Vĩ, Giáo sư Tiểu chủng Viện Hoàng Nguyên, Phó Sứ rồi Chính Sứ Hàm Long. Tháng 4 năm 1950, Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm cha Jose Maria Trịnh Như Khuê làm đại diện tông tòa, hạt đại diện tông tòa Hà Nội, địa phận Hà Nội. Lễ tấn phong giám mục cho Ngài được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 năm 1950 tại nhà thờ lớn Hà Nội, do có lòng sùng kính đặc biệt Đức Mẹ Maria, Ngài ghép thêm tên thánh của mình trở thành Jose Maria. Năm 1960, cùng với sự thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Đức cha Trịnh Như Khuê trở thành Tổng giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Hà Nội, chưa đầy 3 năm sau, ngày 2 tháng 6 năm 1963. Ngài bất ngờ phong chức Tổng giám mục phó với quyền kế vị cho cha Jose Maria Trịnh Văn Can. Cuối tháng 4 năm 1976, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố vinh thăng Đức Tổng Giám Mục Trịnh Như Khuê là Hồng Y, và công bố vào ngày 24 tháng 5 cùng năm 1976. Đức Tổng Giám Mục Trịnh Như Khuê là Hồng Y người Việt đầu tiên, mang tước vị Hồng Y Linh Mục nhà thờ San Francesco di Paola ai Monti. Ngài cũng được bổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích sau khi sang Vatican, lần lượt bầu hai tân giáo hoàng, ngày 27 tháng 11 năm 1978. Đức Hồng Y đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Hai, Đức Hồng Y Jose Maria Trịnh Văn Can, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1921, đã qua đời ngày 18 tháng 5 năm 1990, Ngài là một Hồng Y và dịch giả công giáo người Việt Nam. Ngài cũng là Tổng Giám Mục thứ hai của Tổng giáo phận Hà Nội, và là Chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Giám Mục Việt Nam, với vai trò lãnh đạo chính của Giáo hội Công giáo miền Bắc Việt Nam sau năm 1975. Đức Hồng Y Trịnh Văn Can được xem là người đã giúp giáo dân miền Bắc vượt qua những khó khăn trong việc sống đạo. Giữa những đổi thay của đất nước và khi quan hệ giữa chính quyền Việt Nam và Tòa Thánh Vatican có những biến động lớn.
Jose Maria Trịnh Văn Căn, xuất thân trong một gia đình công giáo tại Hà Nam, năm 1949, ngài được thụ phong linh mục rồi thi hành mục vụ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội với vai trò là linh mục chánh xứ. Kiêm đặc trách giáo xứ Thịnh Liệt, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục phó Hà Nội. Vào năm 1963, ngài cùng thi hành mục vụ với tổng giám mục Jose Maria Trịnh Như Khuê cho đến năm 1978. Khi đức tổng giám mục Jose Maria Trịnh Như Khuê đột ngột qua đời và ngài đương nhiên kế vị trở thành tổng giám mục của tổng giáo phận Hà Nội theo giáo luật năm 1979. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng ngài làm Hồng Y, và ngài trở thành vị Hồng Y thứ hai của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Đức Hồng Y Jose Maria Trịnh Văn Căn. Đã đảm nhiệm cương vị này suốt 11 năm cho đến khi ngài qua đời. Sau khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, ngài cùng các giám mục Việt Nam thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất với sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam. Đức cha Jose Maria Trịnh Văn Căn đã đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 1980 đến 1990, trong thập niên 80 của thế kỷ 20, ngài là người đã đóng góp nhiều công sức trong việc xin tuyên thánh cho 117 vị từ đạo công giáo người Việt. Các nỗ lực của ngài đã được toại nguyện khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh cho các vị từ đạo vào năm 1988. Ngoài các công việc mục vụ, Đức Hồng Y Jose Maria Trịnh Văn Căn còn là một dịch giả công giáo, với nhiều bản dịch kinh thánh ra tiếng Việt ngài đã siêu tầm, chỉnh lý, bổ sung, hệ thống hóa lại, và phổ biến những bài vãn cổ dâng hoa công giáo. Đức Hồng Y Jose Maria Trịnh Văn Căn cũng ghi nhạc cho những bài văn quý công giáo từng bị tản mác, mai một và dịch các bài hát tiếng Latin sang tiếng Việt. Ngày 18 tháng 5 năm 1990, ngài qua đời vì bệnh huyết áp và nhồi máu cơ tim. Mộ phần của Đức Hồng Y Jose Maria Trịnh Văn Căn được chôn cất ở gian trái, nhà thờ chính tòa Hà Nội. Bà, Đức Hồng Y Phaolô Jose Phạm Đình Tụng, sinh năm 1919, đã qua đời năm 2009, là một Hồng Y người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Roma, ngài là vị Hồng Y thứ ba của Việt Nam. Được vinh thăng sau hai vị Hồng Y đầu tiên là Jose Maria Trịnh Như Khuê, và thứ hai là Jose Maria Trịnh Văn Căn, ngài cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hai khóa liên tiếp từ năm 1995 đến năm 2001, Đức Hồng Y Phaolô Jose Phạm Đình Tụng là người nhận chức vụ tổng giám mục cao tuổi nhất trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam khi đã 75 đến 76 tuổi. Thầy Phaolô Jose Phạm Đình Tụng là con trong một gia đình công giáo, làm nghề nông tại Ninh Bình, bắt đầu con đường tu học từ năm 1925. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do chiến sự, và tu học tại nhiều nơi, cuối cùng, thầy Phó Tế Phạm Đình Tụng được thụ phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội tháng 6 năm 1949. Sau khi được truyền chức linh mục, cha Phaolô Jose Phạm Đình Tụng được bổ nhiệm làm phó sứ, rồi nhanh chóng trở thành chính sứ giáo xứ Hàm Long, giáo phận Hà Nội. Tháng 4 năm 1963, tòa thánh bổ nhiệm cha Phaolô Jose Phạm Đình Tụng làm giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh, tân giám mục được cử hành nghi thức truyền chức. Ngày 15 tháng 8, bởi chủ phong là tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội Jose Maria Trịnh Như Khuê, khẩu hiệu giám mục của ngài là "Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa".
Tháng 7 năm 1990, Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Nội, kiêm chức giám đốc Đại chủng viện Hà Nội ngày 13 tháng 4 năm 1994. Ngài chính thức được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hà Nội tháng 11 năm 1994. Đức Tổng Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thăng tước Hồng Y Linh Mục, nhà thờ Santa Maria Regina Pacis in Ostia Mare. Đầu tháng 5 năm 2003, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng trao quyền cai quản Tổng Giáo phận Hà Nội cho giám quản Tông Tòa Giuse Ngô Quang Kiệt ngày 19 tháng 2 năm 2005. Tòa Thánh chính thức cho phép Ngài về hưu theo giáo luật khi bổ nhiệm Tổng Giám mục kế vị chính là Đức cha giám quản Ngô Quang Kiệt. Bốn, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1928, đã qua đời năm 2002, là một Hồng Y người Việt Nam thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Ngài từng đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, và là vị giáo sĩ Công giáo Việt Nam từng giữ vị trí cao nhất trong Giáo hội Công giáo Roma. Ngài được xem là một biểu tượng của người Công giáo Việt Nam, là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong thời gian gần đây của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Dù gặp nhiều khó khăn với chính quyền Việt Nam, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận không tỏ ra thù ghét. Chính thái độ này, Ngài đã được nhiều người tôn kính, ngoài tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. Ngài còn nói thông thạo 8 ngôn ngữ khác: Pháp, Anh, Ý, Đức, Latin, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1928 tại Huế, trong một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời, sau quá trình tu học Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 1953. Tháng 4 năm 1967, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục chính Tòa Giáo phận Nha Trang, Ngài là vị giám mục người Việt đầu tiên quản lý giáo phận này. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục hiệu Tòa Vadesi, chức vị Tổng Giám mục phó của Tổng Giáo phận Sài Gòn, với quyền kế vị. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Ngài tạm hoãn về Sài Gòn, đến ngày 7 tháng 5 mới về để nhận nhiệm vụ mới. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ngài bị bắt đi tù và cải tạo suốt 13 năm. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến và đến Roma điều trị vào tháng 9 năm 1991 trong thời gian trị bệnh tại Roma. Chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận không còn được phép trở lại Việt Nam năm 1994. Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận từ chức Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn và Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Ngài trở thành Chủ tịch Hội đồng này vào năm 1998, tháng 1 năm 2001, Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăng Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tước vị Hồng Y theo báo chí quốc tế. Ngài cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá kế vị giáo hoàng đã già yếu. Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma do bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho Ngài, ngày 5 tháng 7 năm 2013.
người Công giáo Việt Nam tổ chức lễ bế mạc các giai đoạn giáo phận của tiến trình phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên Thánh, tiến thêm một bước trong án Tuyên Thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Giáo Hoàng tuyên bố Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là đấng đáng kính, đây là bước tiến quan trọng trong án phong thánh cho Ngài. Năm, Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn, sinh năm 1934, là một Hồng Y người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Roma, và hiện đảm nhận vai trò Hồng Y Đảng Linh Mục nhà thờ San Giustino. Ngài từng đảm trách vai trò Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và thành viên Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Bộ Truyền giáo của Tòa Thánh. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, Ngài có thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp. Thầy Joan Bautista Phạm Minh Mẫn, sinh tại Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, thuộc giáo phận Cần Thơ từ năm 10 tuổi. Cậu bé Mẫn đi theo con đường tu học của mình và theo học nhiều chủng viện cho đến năm 1965 thì được thụ phong linh mục. Sau khi được thụ phong, cha Mẫn đảm nhiệm vai trò giáo sư cũng như giám đốc tiểu chủng viện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ. Năm 1968, Đức cha Jacobe Nguyễn Ngọc Quang cử cha Mẫn đi du học tại Hoa Kỳ và đậu tiến sĩ về giáo dục năm 1971 trở về Việt Nam. Cha Mẫn tiếp tục làm giáo sư tiểu chủng viện Cái Răng, từ năm 1974, Ngài là giám đốc tiểu chủng viện A Thánh Quý Cái Răng, và đến năm 1976, thì Ngài phụ trách việc đào tạo linh mục của giáo phận Cần Thơ. Năm 1988, Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc thiên khởi của Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ. Tháng 2 năm 1993, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm cha Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn làm giám mục phó, với quyền kế vị giáo phận Mỹ Tho. Lễ tấn phong giám mục được cử hành vào tháng 8 cùng năm 1993 tại Cần Thơ. Tháng 3 năm 1998, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức Giám mục Joan Bautista Phạm Minh Mẫn làm Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tháng 10 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II trao mũ Hồng Y và tước hiệu Hồng Y Linh Mục nhà thờ San Giustino cho Đức Tổng Giám mục Joan Bautista Phạm Minh Mẫn. Sau khi được đưa vào danh sách các tân Hồng Y, ngày 28 tháng 9 trước đó, tháng 11 năm 2003, Ngài được bổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và Thánh Bộ Truyền Giáo của Tòa Thánh Vatican. Với tước vị Hồng Y, Ngài đi dự hai mật nghị Hồng Y vào năm 2005, chọn Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, và năm 2013 chọn Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco chấp thuận đơn từ nhiệm chức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn của Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn vì lý do tuổi tác. Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc đương nhiên lên kế nhiệm. Sáu, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938, là một Hồng Y, giám mục Công giáo người Việt. Ngài hiện đảm nhận tước vị Hồng Y Đảng Linh Mục nhà thờ San Tommaso Apostolo, Thánh Tôma Tông Đồ. Ngài từng đảm nhiệm vai trò Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục chính Tòa giáo phận Đà Lạt. Khẩu hiệu Giám mục là: Ngài phải lớn lên, Ngài có thể nói được các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp và Latin, bên cạnh tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, sinh trưởng tại Đà Lạt trong một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời. Sau quá trình tu học kéo dài gần 20 năm, tháng 12 năm 1967, Ngài được truyền chức linh mục tại Đà Lạt. Trong thời kỳ linh mục, Ngài từng đảm nhiệm các chức vụ khác nhau như Giám đốc Đại chủng Viện Minh Hòa Đà Lạt, Chánh sứ Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt và Linh mục Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt và lễ tấn phong đã được cử hành vào ngày 3 tháng 12 năm 1991. Sau khoảng thời gian 3 năm làm giám mục phó, Ngài kế nhiệm chức giám mục chính Tòa giáo phận Đà Lạt năm 1994, sau khi vị tiền nhiệm Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được thiên chuyển làm giám mục giáo phận Thanh Hóa. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Hà Nội với quyền kế vị. Ngày 7 tháng 5, Ngài chính thức nhậm chức Tổng Giám mục Phó Hà Nội. Một tuần sau đó, ngày 13 tháng 5, Tòa Thánh loan tin chấp thuận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đương nhiên kế vị chức Tổng Giám mục Hà Nội, với thời gian làm Tổng Giám mục Phó ngắn ngủi 3 tuần, thực tế chỉ kéo dài chưa đầy một tuần lễ. Ngày 29 tháng 6 năm 2010, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tham dự nghi lễ nhận dây Paulium từ Giáo hoàng Biển Đức 16. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Đức Giáo hoàng Francisco loan báo vinh thăng tước vị Hồng y. Các nghi thức nhận tước vị được cử hành cách chính thức vào ngày 14 tháng 2 và ngày 13 tháng 4 năm 2015, Tân Hồng Y được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa Bình. Trích nguồn từ trang web Bách Khoa Toàn Thư Mở. Cảm ơn quý vị đã xem.